À, ủa ngoại ngoại của anh hả? ngoại của À, bà nội em nghe. À, cô chú anh chơi, sau khi chị Hồng Loan vừa về thì lại có khách tới ủng hộ chị Hồng Loan này cả nhà. Mấy anh này thì ai cũng nhận ngoại hết trơn, bà nội tôi. Đó, em đó em đi ra kìa. Ôi, đừng đừng cô, mang dép cho luôn đi cô. Đúng rồi. Bên trong thì tập ngọc trong mình cũng có chị Ngọc á, chị em lo trong mới về và mới về tới từ mộ á cả nhà ha. Anh Chánh. Chú Chánh phòng cà phê hả chú Chánh? Ừ. Đó, buồn ngủ, Cà phê hả chú? À chú uống đi nha. Chú Chánh đi xe buồn ngủ Dạ. cả nhà, nãy đi Dạ. xe máy lạnh á, mát quá buồn ngủ nên chú Chánh thôi. Dạ dạ. Dạ chú uống thôi, pha ly thôi chú, còn không uống nha. Anh sầu riêng hả? Vừa mới vui á. Chú Chánh nước vui sầu riêng nữa. Hàng gì thơm mùi bốc dữ. Cái này không được. Anh nói chung chị Loan đi bộ xuống đổ về cũng như buồn ngủ, chị Loan cũng đang đang đầu ngủ rồi chứ chị. Dỡ Mấy cà phê hôm là thôi, dỡ nay cái sầu kêu riêng ra ngoài đường ai cũng cũng không về rồi. Ngoại ngoại mua rất là nhiều mất hàng. mất 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 sấy hả? Mất sấy ha cả nhà ngoại ở đâu mà đâu Ồ, quá, trong biển đẹp con hàng biển con luôn, biển. trong biển đẹp hàng. Ủa, chú Chánh uống cà phê sầu riêng hả? Có cà phê sầu riêng đây thơm quá. À, cơm cháy hành trong biển. Dạ con chào cô. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Mua nhiều nhiều ủng hộ nha cô. À, cô vô trong kia có máy lạnh là khỏe. Ở trong kia có máy lạnh của chú anh chị. Khách hàng mà tới là vô ở ngoài nóng, đúng rồi, khách hàng vô nó trong chuẩn đế lạnh, rồi. ở trong lạnh mát mẻ là tinh thần thoải mái. Đó, đưa điện thoại thôi là check in đơn hàng là lấy ở vô bao thôi. Bên đây có bé áo hồng đang tiếp khách. Này là nhân viên mới của Chìm Lon ha cả nhà Đó, cái gì đây? Rong ha. Rong biển biển trái rong biển đổi. ha. Rong biển trái đổi. Mít Mít sấy rong biển kẹp hạt nè, rong biển trái mít tỏi nè. mít Tôi với chị ủng hộ với bà ngoại ủng hộ quá trời luôn. Còn cô bên Hàng đó đây thì chắc cô chỉ cần đưa cái điện thoại thôi là có một cái list trên sắp hàng. giống như combo hả? À, cô rất là nhanh gọn lẹ ha, móc Chị móc tiền ra cũng liền. cũng đang là ấy không phải chị à, chị Ngọc cũng đang inbox cái điện thoại ha, để kia cái to để cái to tính tiền ở nhà À, cô xin đi thắp hương rồi. à cô thường còn làm biểu linh ở trước ở nhà Me nữa kìa, me nữa là chị bên đây đó. Hồng treo gió luôn. quá. Hồng chú gió nên cái món này là bán chạy nhất trong shop chị không lo á. À, chị lo mới xuống, cô chú chị mới xuống ở trong bếp Ai cả nhà, chị lo chị lo mới xuống trong bếp cả nhà. Chị Long chắc là có lẽ là chị Long mới về mẹ thì đang xuống lại chắc ăn ăn trưa đó cả nhà, rồi ăn xế luôn cả nhà. Chị Long đỡ phía sau của chú cơm chị. cơm cháy ha, cơm cháy chà bông. Cái món mà quốc dân nhất là cơm cháy chà bông. Cái món cơm cháy là chị Long bán chạy mấy cây cô chú anh chị. Chị Ngọc đang hỗ trợ khách hàng tư Mấy vấn cô ha, mua rất chị Ngọc nhiều đang tư vấn cơm cháy và hồng treo gió ha. rong biển kẹp hạt Thì và mít sấy của chú. Sẵn đây chia sẻ cho cô chú anh chị mình luôn, hồng treo gió Là thì hết hết chị mua rồi bán chú chị. Trong thành phố trong rồi thành phố thôi, đi tỉnh thì khó nha cả nhà, tại vì đi tỉnh sẽ dễ bị nóng và hư và đen nên không còn ngon nữa, không còn chất lượng nữa, nên không có đi tỉnh hồng treo gió được ha. Hết rồi. hết mùa rồi cô chú Hết mùa rồi hả? Thì em bữa thì nghe nói thì thông tin là như vậy thôi. chị Dạ. tuần còn ít cho chị Loan cũng bán xong luôn, chị Loan là Hồng tối treo chị gió Loan thì cũng nó có nói số chia lượng có sẻ hàng. chia sẻ trên TikTok của chú chị Loan cũng nói là hết hàng của chú chị. Chắc có lẽ là mình vét mùa thôi cô chú chị, hết mùa luôn rồi. Rồi.
sau khi chị Hồng Loan về thì hầu như giống như là cái may mắn đó, nó cuối cùng năm mới chiến tới với mộ về đúng không anh? Dạ, đúng đánh bài ha. Dạ, đánh ầu ào luôn đó. Ầu ào luôn. Bắt đầu tối nay là nói chung là chị Loan xuống với mộ là à, chắc có lẽ chị nhà chú Năm cũng ghé đi theo chị Loan gì trên này luôn cả nhà. Phù hộ đó cô chú chị. Nói chung là chị Loan vừa về thì rất nhiều cô chú anh chị gần xa đi xe hơi và xe máy đến người ủng hộ chị Loan cô chú chị tấp nập luôn cô chú chị, ngày ngày chủ nhật nữa cả nhà, rất tuyệt vời luôn. Quá trời bà mua quá nhiều luôn. Chị Loan đoan ăn cơm ở trong mấy bịch luôn, như thấy bé áo hồng cầm một bịch chân bị lấy bịch to cho bá lửa luôn cả nhà ơi, đang chuẩn bị là đó cô chú chị, cô đứng bên bên họ bé của bạn chú mua một bịch to một vàng luôn cô chú chị, rất là tuyệt vời luôn cô chú chị. Thì bịch đó là cái gì đó, bịch đó là cái gì đó, cô gà lá chanh, cơm cháy, hành rong biển, chà bông heo, hồi nãy anh Phan cũng nói là một thùng chà bông heo á, chà bông heo đó cả nhà, mua đến cơm cháy, hành rong biển. Quá trời, cái bịch vàng là bịch to nha, bịch na bịch đại á, lớn nhất luôn. Cô chú mà cái bịch to đó là nhiều cô chú anh chị đến đây mua một cái combo, không phải một combo đâu cô chú anh chị, mà ba combo luôn cô chú anh chị, chứ không phải là nhiều lắm, cái bịch to mà không mua thì lắm ba combo hả cô chú anh chị, một combo nó rất nhiều món luôn cô chú anh chị. Quá, cô chú mang chuẩn bị ra cái nhà à, cô này rất là nhanh nha. Cô mua nhanh nè. Cô đã chuẩn bị sẵn ở nhà là cứ việc tới lấy thôi đúng không cô? Tới mua thôi. Con thấy cô là ghi sẵn trong điện thoại đúng không? Chụp hình sẵn không cô? Bao nhiêu món cô? Không biết nữa, 700 á. 700 ngàn luôn. Hai combo đó cô. Mình ở đâu cô? Hả? Ở quận nào hả? Ở Gò Vấp. Ở Gò Vấp. Cô ở chợ Gò Vấp á. À, ngay chợ Gò Vấp, đường Nguyễn Thái Sơn ha. Không, ở Liên Kiệt. Liên Kiệt hả? À, Liên Kiệt, trong hẻm Liên Kiệt. Rồi, con cảm ơn cô nha, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Ăn ngon, ủng hộ chị Hồng Loan và giới thiệu ủng hộ chị Hồng Loan nha. Dạ. Đó, cả nhà từ Gò Vấp chạy qua đây. Ở bên đó nó có cái gò đi dễ bị dấp té nên ta đặt là Gò Vấp. À, bên đó có cái mấy cái gò đó. Cái bọc của cái cô mới ra là 700 mà cô đây mà bà muốn bọc như vậy là 7-8 triệu. Và anh tránh là không đại bài là đại hàng trong bọc đó. Chị Ngọc thì đang ghi đơn chắc chuyển đi hay sao á, thì địa chỉ. Còn chủ Chánh thì đang hỗ trợ ha. Thấy hồi nãy thì ba người phụ nữ là mặc khẩu trang kín mít rất là khả nghi, là cứ chỉ cho chỏ thì vô nhà chị Hồng Loan rồi cầm điện thoại quay, rồi quay bên nhà chị Hồng Loan, rồi quay qua cái nhà đối diện nhà chị Hồng Loan. Qua em cũng có quay được một phút là quay trực tiếp mặt mình luôn. À, quay trực tiếp mặt tất cả những anh em đứng ở đây thì em cũng quay lại, người ta quay mình thì mình quay lại thôi. Đó, thì quay lại để chia sẻ ra nhà xem, và quay cũng có quay lại biển số xe luôn. Mà không biết vì lý do gì, ví dụ như muốn mua hàng thì vô bình thường thôi, muốn vô thắp hương thì thắp hương bình thường thôi, xin vô thắp hương thôi, chứ sao mà cầm điện thoại quay đi tới đi lui, xong cái leo lên xe thấy anh em quay xong cái bỏ đi,
sự có những trường hợp đó mình không thể nào biết được ha. Khó mà biết được, không biết là như thế nào. Mà là xe này ngoài tới mình thấy là bật cửa luôn kìa. Có thể là chị Ni nha. Có thể là chị Ni tới trước là chị Hồng Loan đi anh. Thì đóng phim hả? Đúng không? Em suy nghĩ vậy. Đúng rồi, thôi tới trước ông ngoại. Hả? Xe của ngoại đây nè. Rất là nhiều ha. Đây mấy cô là với lại ngoại mua hàng xong rồi đi về rồi nè. Chào chị ha. Dạ con chào chị. Dạ con chào ngoại. Con chúc ngoại sức khỏe ngoại ơi. Nhớ ủng hộ cho chị Lon nha chị. Chế hà chế này chắc ở Cà Mau quá. Rồi em chào nha, chúc sức khỏe à, chúc gia đình sức khỏe à. Quê ở góc Cà Mau. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.